từng đi dạo ha. Wow, thử xe nè. Xe điện VinFast Vento Clara. Đủ loại xe luôn hả? Pin nó đâu chạy được chiếc này, chiếc này lùn quá. Kìa, pin nó chạy chiếc kia kìa, chiếc đen á. Không? Chiếc đen là vẫn thấp hả? Ủa, chiếc đen này đâu phải xe điện. À, VinFast luôn. Dạ, xe máy điện VinFast. Rồi, giống S thắng vậy hả? Dạ. Chú ngồi thử đi ạ. Chạy thử em ngồi đi. Ủa cái này chạy thử là nộp cái gì vô chạy? Đăng ký phía bên khu vực bên kia. À, nhanh luôn không? Dạ đúng rồi. Còn là đăng ký lấy xe hơi ở đâu? Xe hơi cũng bên đó luôn. Là lấy thử luôn á hả? Dạ có hai quầy á. Tao thử ngồi đi chiếc xe này kìa. Chiếc này lùn mà. Dạ đúng rồi, giùm này có bằng lái. Sao nhìn sao giống xe đồ chơi vậy? Nhìn mắc cười quá. Với triển lãm các dòng xe, gian hàng phụ kiện và hoạt động gian hàng, trải nghiệm lái thử các nói VinFast 5 luôn 3 xong rồi tới 5 luôn, không có 4 không. Wow, VinFast 5 tận mắt thấy ở ngoài ngoài luôn. À, nó đẹp. Cái này 5 chỗ gọn ha. Vô trong đây thì thấy nó bình thường, rất bình thường. Vép 7 giá lên là ok. Rồi thôi vậy ra. Nhìn vô đây không thấy cái máy đâu. Pin là nằm dưới gầm xe. Còn lấy cái động cơ á. Quy nè, động cơ phát điện á, cái đơn giản quá ha. Ok, đủ rồi đó. Rồi tới VF E34. Chiếc này 5 chỗ thì còn rộng được chút. Giờ đi dạo vòng đi chút nữa thử leo lên ngồi thử. Nhưng mà anh phải chừa nó rộng ha. Hai cái ba lý trên nữa nè. Nếu này đi ra đi tàu đi về chừa.
trọng dễ thương hả? Sao cái tay lái nó cũng nhỏ nhỏ hả? Tay lái này hình như cũng bằng thằng VF9 á. Cái VF9 thì vô được không chú? Không, cái đằng sau á, cái VF9 đằng sau vô được. Cái ở trong để đằng sau vô được. Cái này nó ngắt điện hết rồi hả? Ngắt điện hả? VF6 VF6 nhìn cũng ngầu quá ha. Ồ, nhìn thấy ở ngoài ngầu á, đứng sát vô đầu rồi. Rồi được không? Chưa rồi vô VF7 ngoài đời luôn, quá đẹp luôn. Con nào thắt ở trong là ghế rộng đó. Màn hình. Wow. Màn hình giống như cái màn hình lớn. Wow, màn hình bự em ơi. Giống như cái laptop à. Ừ. Ghế ghế sao? Chiếc này 5 người ngồi được, mấy chiếc kia có 4 người. Giá dụ cái màn hình cũng to lắm mà 800 đó bạn thường và 800 và 950, còn 950 tạm được đó. Là lăn bánh luôn á hả? 950 là bản mới lớn. 950 là con này thì khoảng tháng 9 này là mở cặp và tháng khoảng tầm dự kiến là tháng 11, 12 thì giao sẽ được đơn tiền. Bản lớn là nó có mui trần không? Nó có cái cửa sổ trần không? Trần không, là trần kính toàn cảnh thôi ạ. À chứ không phải cửa sổ. Nhưng mà bản mới lớn chắc sẽ có tiêu chọn là trần kim loại. Dự kiến là tháng 11, 12 thì giao. Rồi. Về dọn màu luôn đi. Cái này nó cặp từ đầu năm rồi. Mà nó vô để cho nhân cặp lại để cuối năm cặp thì giá cũng tại cái tám một chín trăm. Cái màu đen thôi hả? Dạ màu đen thôi. Màu đen chứ không phải là màu xám luôn. Cái quãng đường. Còn cái quãng đường xe này chạy là được bao nhiêu lần? Cái này Eco là 450 km cho một lần sạc, còn Plus thì 431 km cho một lần sạc. Vậy là ngang ngửa VF8 à? Hơn VF8. Ồ, đi ra từ đây tới Nha Trang là ok ha? Trong quãng đường từ đây Nha Trang có nhiều trạm sạc đó. Ok, quá đẹp, quá đẹp. VF8 2 màu xanh dương, quá trời đẹp luôn. Bự hơn thằng VF6 nhiều ha, đúng không? Nhưng mà 5 chỗ là đi thằng này là ok nè, mấy thằng kia là không có được. Oh.
sao? Khoan khoan khoan, từ từ coi chừng nó giòn. Lên chưa biết xài. Này là nút D chạy nè. Này là về số 0. Lùi, đậu xe. Bự à? Bên em đang tạm ngắt điện. Ok. Còn cái này cho cái ghế nó tới là... Dạ đúng rồi, chỉnh đây nè. Tại vì bây giờ ngắt điện rồi, ghế chỉnh điện luôn. Ok, ngắt tầng bộ. Đây, hết luôn. Ừ. Tay lái này hơi nhỏ hả? Giòn nhỏ xíu à. Chắc đúng không anh? Em nghe nữa. Mới ngắt điện thôi, đâu có coi được màn hình. Ờ, ok. Em lên ngồi uống thử thôi. Ok, thoải mái. Rồi xe này xe này cho học sinh phổ thông đi được nè. Ừ đúng rồi, xe điện chiếc vàng ở trên mới đẹp kìa, chiếc vàng trên mới đẹp kìa em. Ồ 29 triệu, 30 triệu. Chiếc này ngầu quá ha, cái này đẹp à, đẹp. Ừ, có chiếc xe đạp điện này ngầu rồi. Chiếc này ngầu quá chứ. Chiếc này leo núi được không? Nó chạy trên đường thẳng, chạy tối đa. Rồi tới bây giờ một cái mẫu xe dữ dằn luôn nè, hai họ đi luôn nè. Lên. Đây. Anh nội bên ngoại đi luôn á. Đây đây lên đây luôn, lên đây luôn. Rồi. Sao biết giống như trong sân bay á. Vô vô lăng được không? Đây. Mua chiếc này là hai họ luôn á. Xe điện. Ba là được luôn. Xe này trên điện là chủ yếu để mở cái lạnh thôi. Hãy đi dòng VinFast là VF3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là thấy chiếc nào được nhất. VF3 hả? VF3 sao nhìn thấy giống đồ chơi đúng không? Xe ráp hình đúng không? Nhưng mà chiếc này nè, chở hai họ luôn. Đó nè. VinBus. Đây. Đàn trai đàn gái luôn, lên chiếc này là ngon luôn. Đây. Rồi đi đăng ký thôi.